Những nỗ lực cực mạnh của hai idol Việt Nam khi phổ cập ngôn ngữ mẹ đẻ cho bạn bè quốc tế. Hanbin, Jibu tranh thủ vừa training ngoại ngữ, vừa giới thiệu ẩm thực kim luôn chiến thần ngoại giao. Hanbin, phổ cập tiếng Việt ở Hàn Quốc. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bánh tráng. Bánh tráng trộn trộn. Bánh tráng trộn. Jibu, phổ cập tiếng Việt ở Trung Quốc. 1, 2, 3, yo! Trong hành trình đem chuông đi đánh xứ người của Jibu, cư dân mạng còn nhanh chóng nhận ra, ngoài chuyện đi thi thì Jibu còn kiêm luôn vai trò làm cô giáo tiếng Việt ở chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. You can teach me Vietnamese. It's very difficult. Trong một clip hậu trường, Jibu đã có màn chỉ tiếng Việt cho các chị đẹp. Không biết là mấy chị có nhiệt tình học hành nghiêm túc không, chứ tới cái khúc Jibu chỉ cho văn hóa ăn nhậu thế này thì mấy tỷ tỷ cũng quậy dữ lắm mấy chứ. 1, 2, 3, yo! Cộng đồng mạng còn đùa rằng may sao mà bả không cầm ly bia, chứ không là chuẩn bài nhậu ở Việt Nam rồi. Mấy chị sắp hòa tan luôn rồi, có cần nhập quốc tịch Việt Nam luôn không các chị? Jibu cũng từng chỉ cho Amber hát ca khúc Si Tình bằng tiếng Việt cực tròn vành rõ chữ. Sẽ phút em gặp ai mừng là em gặp em si tình. Tình 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 tan tan tình, tan tình 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 tan tan tan. Đúng là cô giáo xịn sọ có khác, cựu idol hát cực mượt đoạn điệp khúc của bài hát này. Nhiều người nghe qua còn phải trầm trồ trước khả năng chỉ dạy của nữ ca sĩ Việt. Trước đó, trong phòng hậu trường, Jibu đã mời các nghệ sĩ nước bạn món bánh tráng muối Tây Ninh. Người đẹp Việt Nam còn tận tay đút cho Ngô Thiến ăn vì đàn chị đang bận trang điểm. Cũng nhân cơ hội này, cô nàng tranh thủ chỉ cho các chị tên của món ăn vặt cực nổi tiếng ở Việt Nam. Dẫu là lần đầu thử, nhưng ai nấy cũng trầm trồ trước cái sự ngon nhất nách của món này. Không chỉ mang sứ mệnh đi phổ cập tiếng Việt ở sâu Trung Quốc, Jibu còn kiêm luôn cả chiến thần ngoại giao khi mâm nào cũng có mặt. Vốn là em út trong chương trình nên nữ ca sĩ rất được các tỷ tỷ yêu mến và coi là út vàng. Cô nàng còn được đàn chị Thái Thiếu Phân chỉ tiếng Trung cực nhiệt tình, nhưng mà trừ những lúc chỉ dạy nghiêm túc thì cô chị này cũng chỉ cái gì đó lạ lắm. Chai Xiao Phân, phổ thông khoa hẳn hảo. Bé sợ em lắm thôi. Chai Xiao Phân, thảo mỹ lì. Thảo mỹ lì. Đây là, cho chị ạ. Nhiều người còn đùa rằng dạy tiếng Trung theo kiểu của chị đẹp này thì không biết bao giờ Jibu mới khá hơn được đây. Trước màn phổ cập ngôn ngữ mẹ đẻ của Jibu thì chàng idol Hàn người Việt Hanbin Ngô Ngọc Hưng cũng rất là chăm chỉ đi training tiếng Việt khắp mọi nơi. Ngoài chỉ cho các bạn những câu cơ bản như xin chào các bạn, tôi yêu các bạn thì Hanbin còn mở hẳn lớp học về ẩm thực Việt Nam với hàng hà sa số tên gọi của các món ăn. Không biết các anh chị học xong thì có tẩu hỏa nhập ma không, chứ nhìn mặt thì thấy các anh cũng có vẻ hơi khờ rồi đấy. Không chỉ thường xuyên chỉ cho các bạn trong nhóm nhạc của mình, Hanbin còn chăm chỉ livestream tương tác với fan bằng tiếng Việt. Anh có thể nói tiếng Việt giỏi thế ạ? Vì anh là người Việt. Hẳn là anh chàng đã nhận được câu hỏi này quá nhiều lần nên đã có kinh nghiệm để đối phó với tình huống khó đỡ này. Hay trong một lần khác, đang hăng say nói tiếng Việt thì Hanbin lại được MC khen, cậu giỏi tiếng Việt thật đấy. Ồ, Việt Nam 말 잘한다. Ồ, 익숙하네요. Yeah, yeah. Đúng là khúc này thì đến S cũng phải cứng họng, chứ nói gì đến chàng idol này. Đương đương là idol Hàn sống ở Hàn, thế nhưng Hanbin cứ sơ hở là nói thêm đồ ăn Việt, sơ hở là làm múc băng đồ ăn Việt Nam nên nhiều khi người ta còn phải nhầm lẫn, không biết anh này ở Hàn hay là ở Việt Nam nữa. Dân tình còn cho rằng Hanbin đích thực là chàng idol trong quảng bá ngôn ngữ mẹ đẻ nhất nhì K-pop. Nói tiếng Việt nhiều quá nên anh chàng đôi khi cũng bị rối loạn ngôn ngữ như thế này đây. Chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Idol Radio ấy sao? Chúng mình đã cái gì nhập anh ơi? Cái sự loạn ngôn này của anh chàng cũng được fan khen hết mực vì quá đỗi là đáng yêu đi. Không chỉ thân thiết với các thành viên nhóm, anh chàng còn tích cực leo lên danh hiệu chiến thần ngoại giao khi cứ có dịp đứng chung sân khấu với nhóm nhạc khác là quàng vai bá cổ, tương tác cực thân thiết. Nhìn cái cách Jibu và Hanbin tích cực phổ cập ngôn ngữ mẹ đẻ, cùng với đó là giới thiệu văn hóa của nước nhà đến với bạn bè quốc tế, khiến nhiều người không khỏi tự hào. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.